Ô em ơi, em muốn mua gì em ơi? Em muốn mua chuộc. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Quất nhà anh vừa mới vặt ở trên cây, quả là cũng chua, ngon, mọng nước. Em mà cứ mang về pha nước chấm thì tuyệt vời. Ok anh, thế bán cho em 1 cân quất ngon. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Hành này ngon lắm em ơi, anh đã phơi được 1 tuần rồi, khô. Em mà cứ mang về mà xào lẩu tuyệt vời. Thế anh bán cho em 1 cân hành ướt. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Su su của em, quả to lắm em ạ. Ta mới vặt được ở trên cây, nhưng người ta đã đi ra mua gần hết rồi. Có mới 4 quả này, hay là em mua lốt cho anh nhá? À vâng, cho em 1 lốc. Sao lại 1 lốc? Lốc gì? Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau.